Thì hôm nay đến thăm Ninh Thuận Phan Rang thì mình sẽ tổ chức cái chương trình này tại đây, thì tới Hòn Cò Resort ha. Cứ cặp này thôi, cả gia đình mình. Gia đình 7 người lên á. Không sao thì 7 người cứ đi 7 người. Dạ. Nếu hoài như thế thì nói chung là chiều nay cố gắng anh phải hứa cho đúng nha. Đúng. Hứa cho đúng chứ không có thất hứa nữa. Đúng không? Không bao giờ thất hứa nữa. Có đi không? Đi. Hứa nè. Trời ơi, có hứa nhiều thất hứa. Tại vì tôi hứa mà tôi đi mà anh không ra lấy tôi đi. Rồi ok, giữ cái tờ này chiều nay. Không. Giữ đi, chiều nay gia đình mình đi. Chụp ra chụp hình cái Phan. Chụp lắm, chụp lắm. Chụp ra. Đây gặp Ung Phúc là Phan nè. Phan Ung Phúc đây. Bây giờ bật mí một chút xíu nữa nha, khách mời này chính là chủ của hit Vần Trăng Cô Đơn. Sao mấy đứa đang ở đây? Dạ, tụi em tính nó đổi anh để lấy đổi lấy nhau à. Dạ. Đổi lấy nhau à. Dạ. Tụi em ước nguyện là đổi vỏ nho này lấy một khách mời đặc biệt. Dạ. Dạ anh là người được chọn ạ. Dạ. Wow. Ra ánh nắng thì thấy nó vàng nhưng mà có một bên thì thấy nó xanh. Thu hoạch như thế này, thu hoạch như thế này. Anh Phúc rất là hả hăng sai luôn. Anh Phúc ơi, mình còn nửa tiếng. Giờ mình ấy là đủ á. Bây giờ là mình cứ cắt ở trên cuốn hả ta? Đúng em, rồi, thu hoạch gì đó. Em sợ là người ta lát nữa còn có một cái gì nữa đó nên phải cắt làm sao cho nó đúng chứ. Nhiều quá mà dư rồi. Không có dư đâu anh cắt cho em. Anh cắt để cho em nè. Trời. Chết mệt quá. Sao mấy người qua đây vậy? Ở đâu ra mà vườn nhà em vậy? Anh hai ơi, phân cái vườn này là vườn nhà em rồi. Nghĩ là anh đủ rồi đó nha. Thôi anh dễ này cắt cho em 5kg rồi đó. Nè anh thử anh gầm coi. Anh coi nhìn chữ ham quá. 4kg rồi đó. Không, này chưa thôi. Nó 4kg không? Này, anh cái này một cái máy này bao nhiêu ký? Nè, hồi nãy anh tính à. Rồi một cái rổ vậy, đầy cái rổ vậy là khoảng 4-5kg đó. Đó là 9,5kg thì anh nghĩ là hai anh em mình phải đầy. Cái ông camera này ông nói cái máy cộng 5kg. Giờ anh là anh cầm thử coi. Tôi mượn cầm cái coi. Rồi buông coi. Buông ra. Ủa, đó cũng cỡ đó à. Ừ, cỡ cái rổ rồi đó. Cỡ cái rổ đó. Ra, ông nội. Cỡ cái rổ đó. Ê. Cỡ đó đó. Không, anh nặng hơn nha. Ừ, cái này. Ê, cái anh vừa này anh thử coi. Chắc mình thêm một chùm nữa đi, cho nó đủ, đủ. Chùm nữa thì anh 5kg thì em 4kg thôi, em 4,5kg thôi. 9,5kg lần đó nha. Hai đứa cộng lại là 9,5kg nha. Của anh là em ghi là 5kg à, cỡ 5-6kg à. Cái này nè, cái này có thử. Em cầm đi, em cầm giùm anh cái kéo đi, cầm anh cái kéo. Rồi buông, em buông đi, em buông này đi. Rồi, cho anh mượn này đi. Rồi, buông. Quay lại ổng, quay lại ổng. Buông. Mấy ký. Nặng hơn mấy, giờ 6-7kg rồi. Ổng này nè, đó, nhiêu. Cái này nhẹ hơn cái đó, cái này khoảng tầm 4kg rồi thôi. Vậy hả? Vậy thôi, giờ mình đủ rồi đó. Mình đủ rồi đó. Có ai muốn xin thêm không cho nè. Anh dư rồi đó, anh dư ký rồi. Giả bộ mình thấy bỏ vô, đừng cho nó biết. Cái này là mình sẽ giả bộ mình bỏ vô cái vỏ của nó. Mấy đứa nó thấy đó. Không thấy đâu. Mình đủ rồi thôi nha, mình đủ rồi thôi nha. Bây giờ nó không biết gì hết trơn, nó ngu ngốc. Giờ lố hả ta? Lố đó. Nè thôi mấy bạn quay phim ăn đỡ chùm đi để cho bớt ký lại. Chứ anh nghĩ là cái này nó cũng hơi... Chùm đi. Thôi chùm đi. Chùm đi để cho... Cái chùm dập đi anh. Lỡ lắm nữa hả? Chứ là cái chùm nó xấu, lỡ lắm nữa. Nó không điểm tươi hay không tươi. Không, không. Cái chùm này... Đổi hồi nãy rồi. Anh thấy cái luật là chỉ cần chín đúng 9,5kg thôi chứ không có nói là rồi anh tin là anh chết rồi. Cái chương trình này không được lắm. Không yên tâm, anh lựa cái nho này đó lúc nào nó cũng xanh nhưng mà nó hơi có trái nó hơi vàng xung quanh là anh thấy là chín rồi, chín nguyên chùm rồi.
Dạ chào mấy chị, mấy cô. Ha ha. Cho em hỏi là thường mọi người ấy gì, mọi người quen rồi cầm thử giùm em coi cho em có cái cảm giác cái này là khoảng nhiêu ký? Dạ. Cái này nhiêu ký đây? Ba ký hả? Ba ký rưỡi á. Vậy là chưa đủ đâu nha. Cái này ba ký rưỡi á. Cái này em thấy nặng lắm mà. Ba ký rưỡi. Hỏi ký rưỡi thiệt đó hả? Nè, hỏi người chuyên môn thì phải tin tưởng người ta. Hỏi mà còn không tin tưởng thì hỏi làm cái gì? À, vậy là đi coi ba ký rưỡi rồi 6 ký à, anh nghĩ là đầy cái này đi. Đầy đi. Vậy hả? Chết rồi chứ. Ừ. Một số đầy mới 5 ký hả chị? Chết. Đúng rồi. Chết rồi. Lẹ. Bị trễ. Đây thôi, tay trả đây. Nè thôi mấy bạn quay phim ăn đỡ chùm đi để cho bớt ký lại chứ anh nghĩ là cái này nó cũng hơn. Một chùm nữa hả? Chùm đi. Thôi chùm đi. Chút đi anh lấy cho ăn. Giờ biết chùm này không có được cái chùm nhỏ xíu à. Cái chùm bự đâu vậy chị ơi, chị em với. Đây, đây, làm cái chùm nhỏ xíu. Đây lại. Chết rồi lẹ. Đây nè, mấy chùm này nè. Đây. Ngon lành. Đây nè. Chùm đó cũng được luôn đó. Chắc vừa rồi ha, 5 ký rồi. Anh Mỹ đưa rồi đó anh Phúc ơi. Ok đủ rồi, anh nghĩ là về cân vừa đó. Thôi nói chung là bây giờ là hai anh em và tôi tin những chị nông dân thiện lành ở đây, hy vọng là các chị. Tại sao nếu mà mình tập gym riết mình cũng không có phân biệt. Mình thấy nó nhẹ, mình tập gym, tại mình tập gym mình thấy nhẹ, còn tại vì mấy chị là chuyên nghiệp cắt ở đây mỗi ngày mà rồi. Nên là cầm vô là biết tương đương là bao nhiêu rồi. Được á. Được ha. 9,5 ký lần nha. 9,5 ký lần đó, anh có cảm giác anh hơi thiếu đó. Thôi anh đừng, anh không anh nặng lắm rồi đó. Anh đúng không? 10 ký á. Anh nói thiệt á. Rồi em có cảm giác 10 ký lắm. Ở đây hồi nãy em nghe đồn có ông nào nhà quê bán sầu riêng nè, hỏi ổng á. Ai đây bán sầu riêng? Đó. Không, cũng không tin đâu, cũng khó lắm. Đâu cầm lại con. Cái người đây người ta cầm cái rổ này mỗi ngày người ta biết. Anh nghĩ vậy đó. Được, không ok rồi. 5 ký không? Ok, anh nghĩ là đủ rồi đó. Đây 5 ký và hai đứa mình 10 ký anh. Hả? Thì bởi vì ý anh nói là rổ rồi đó. Chùm ra được rồi ha. Bỏ cái chùm nào xấu xấu ra đi. Rồi, cho nguyên chùm này đi. Ừ, chùm này xấu nữa. Rồi, cho mấy bạn coi phim đi. Nè, bạn nào cầm rồi đi. Cái chùm này ngon lắm đó nha. Đầy đi. Dạ, chết rồi, chết rồi. Ừ. Một phần đầy với 5 ký hả chị? Chết. Đúng rồi. Chết rồi, lẹ. Tay trả đây. Chút đi anh lấy cho anh. Giờ chút chùm này không có được cái chùm nhỏ xíu à. Cái lỗi rồi anh. Nè. À, cầm cái đừng cầm cái nó rớt hết trái. Ừ đúng rồi, cầm cái cuốn vậy đó. Đúng rồi. Rồi ok. Được rồi ha. Chắc rồi, nha. Chùm nho đã ghê không? Chắc nha. Ok. Một hồi mà em cân mà thiếu ký là đổ thừa với bạn quay phim nha. Cái gì vậy? Này con Phúc nha. Cái này của em hả? Này trước. Bao nhiêu ạ? Cái này gọi là 5 ký mấy vậy ta? 5 ký rưỡi anh ơi. Ờ 5 ký rưỡi. Là anh là mình còn bao nhiêu? Mình còn 4 ký. 4 ký. 4 ký. Cái này 4 ký là thắng rồi đó. 5 ký rưỡi mà cái vỏ này là hết 500 gram. Không, vỏ này có 50 gram thôi. 50 gram. Dạ rồi. 4 ký là này, 4 ký nữa là thắng. Vừa 4 ký luôn. Làm ơn. 2 ký rưỡi ạ. Hồi nãy 2 ký rưỡi nè, em đâu có rồi, nhiều. Rồi 2 ký rưỡi với lại 6 ký là nhiêu? 8 ký. 8 ký tư tất cả. 8 ký tư. Rồi, 8 ký tư. Thôi vậy mình thắng. Còn hai đội này thiếu chắc luôn. Trời ơi. Thiếu rồi. Không, nhiều khi cái nước nó nặng á. Không, không thể nào. Đội của Duân Tạm, Ưng Hoàng Phúc thu hoạch được 8 ký 4. Ôi yeah. Đội của Ưng Hoàng Phúc và Duân Tạm là đội chiến thắng ngày hôm nay. Yeah. Quá trời. Rồi ra em. Xin mọi người ơi. Trời ơi. Chúng ta đã tới rồi. Thôn văn hóa đây, Thương Diêm. Wow. Thôn Thương Diêm. Diêm. Diêm là muối đó. Dạ, Diêm dân là người làm muối đó. Dạ. Dạ có ngôi sao lại có anh Hoàng Phúc đây ạ. Ủa. Đây là nhà của bác trưởng thôn ở Thương Diêm không à? Chiều nay cả gia đình mình đúng 4 giờ đến cái resort Hòn Cò đó.
là cứ chạy vào là cầm cái này là người mới ta biết. Mới 5 phút quá. Đưa tiền lại cho, tiền lại. Không, tức là cầm không có tiền gì hết và cứ tự do. Cái chương trình này hôm nay là chương trình La Cà Hát Ca, truyền hình thực tế, nhưng mà có chương trình hát dành cho bà con ở vùng miền của mình. Thì hôm nay đến thăm Ninh Thuận, Phan Rang thì mình sẽ tổ chức cái chương trình này tại đây, thì tới Hòn Cò Resort ha. Cứ cầm này thôi, cả gia đình mình. Gia đình 7 người lên á. Không sao thì 7 người cứ đi 7 người. Dạ. Nói chung là chiều nay cố gắng anh phải hứa cho đúng nha. Đúng. Hứa cho đúng chứ không có thất hứa nữa. Đúng không? Không bao giờ thất hứa nữa. Không bao giờ thất hứa nữa thì đúng, đúng. Tự nhiên có một bài hát nổi tiếng mà mang tiếng đâu. Đó là do anh. Có bài hát rồi. Anh có giấy chưa? Thôi vậy đưa cũng nhận luôn tại tôi cũng mới nha. Có đi không? Đi. Hứa nè. Trời ơi, có hứa nhiều thất hứa. Tại vì tôi hứa mà tôi đi mà anh không ra lấy tôi đi. Ok, giữ cái tờ này chiều nay. Không, giữ chiều nay gia đình mình đi. Chụp hình cái Phan. Chụp cho. Đây gặp ông Phúc là Phan nè, Phan ông Phúc đây. Lo nha, không có tiền bạc gì hết á. Ok rồi, thôi hẹn gặp lại nha. Cố gắng chiều nay nguyên cái ekip ở trong này nè sẽ phục vụ văn nghệ cho mọi người. Dạ rồi, cảm ơn nha. Chúc mua bán đắt. Dạ. Ôi có đơn hàng hả? Không phải, của ai vậy? Không phải của anh Phúc Cường á. Chiều nay có làm gì không? Dạ không. Đi coi ca nhạc được không? Dạ được. Được phải không? Được. Gia đình mình đi luôn ha. Dạ. Đây vậy nó vậy cho anh gửi. Cảm ơn. Không, này không phải là vé nha, cái này chỉ là thông tin để em giữ nay chiều nay em đến thôi. Dạ. Lúc 4 giờ chiều tại Hòn Cò Resort. Dạ, anh cho em chụp chung tấm hình nhé. Vậy hả? Ok. Dạ được. Rồi. Cảm ơn anh nha. Rồi, nhưng mà nhớ nha. Dạ được. Cả gia đình đông không? Gia đình đông không? Ba người, ok, dẫn ba người đến rồi xong rồi rủ vòng vòng kế bên nhà đó, ai rủ chung đi vui luôn. Dạ. Tại vì không có vé nha. Nhắn là group shipper đó, anh em shipper chiều nay đi coi ca nhạc miễn phí. Ok. Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần, có ai từng yêu mà chưa từng khóc, đành đau xót khi tình quay gót, đành cầm nén nỗi buồn vây kín, đành quên hết ân tình đã chết trách than được ai. Tôi không tin đời tôi, có em rồi phải xa em suốt đời. Nắng ấm nơi người xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nở nồng. Giờ nè, anh đưa tờ giấy này rồi, cái là anh đi đó, là sau đó là em alo vòng đấy nha. Hoặc là nhắn lên Facebook, nhắn lên Zalo, cái gì nói chung là mình có nền tảng gì đó mình nhắn hết. Rủ bạn bè tới đây miễn phí, vô cổng tự do. Ok. Đó, thấy chưa? Một người thôi là sẽ lan tỏa rất là nhiều rồi, mà nhất là các bạn mà trẻ trẻ như thế này nè sẽ rủ thêm rất là đông nữa. Buổi chiều nay là sẽ rất là hoành tráng đây. Rồi. Rồi bây giờ về chuẩn bị cho show chiều hôm nay đây. Vé là thông tin khách để mình mời khách là bây giờ đã xong hết rồi. Chuẩn bị cho buổi chiều nha. Ok. Tiếp theo đó chính là một thần tượng của rất nhiều những thần tượng tụi em từ thời 7X, 8X tới bây giờ. Yeah. Nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc.